Anh Huy đang chuẩn bị những nguyên liệu để thực hiện món ăn gì trong ngày hôm nay vậy? Trước khi thực hiện món ăn ngày hôm nay, mình muốn kể cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả đây nghe một câu chuyện nhỏ. Đó là cách đây khoảng 2 năm tôi có dịp đi ra nước ngoài chơi thăm một người bạn. Thì đến nhà người bạn có chồng là người nước ngoài, anh Huy rất là ngạc nhiên khi thấy người chồng Tây ngồi cuốn chả giò một cách rất là thuần thục. Thấy anh ta cuốn hấp dẫn và say mê quá nên anh Huy lại trò chuyện, thì anh đó nói là lấy vợ Việt Nam mà không biết cuốn chả giò là coi như chưa phải là một chàng rể ngoan hiền. Anh đó nói đúng đó anh Huy, bởi vì chả giò là một trong những món đặc trưng của người Việt Nam mình. Mà anh Huy biết không, khi mà Ngọc Hương hỏi những người nước ngoài món ăn nào ở Việt Nam mà bạn ưa thích, thì cứ 10 người là đến 9 người trả lời là thích món chả giò đó anh Huy. Đúng rồi đó Ngọc Hương à, bởi vì trong món chả giò ngày hôm nay cũng vậy, tôi thêm một ít cua vô thì sẽ làm cho món chả giò tăng phần hấp dẫn lên gấp bội. Ủa vậy là món ăn của ngày hôm nay là chả giò mà nhân là cua hả anh Huy? Đúng nhưng rồi. Mà tên món ăn là cái gì hả anh Huy ha? Món mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay có tên gọi là chả giò cua, nhưng mà có một tên gọi khác theo kiểu miền Bắc, đó chính là nem cua rán. Thưa quý vị, để chế biến món này thật là ngon thì trước hết chúng ta phải lựa bánh tráng cho thật là ngon. Chúng ta cần có bánh tráng bột gạo, nhưng thì có cua nè, thịt heo, tôm. Và ngoài ra chúng ta cần có ngò rí, tàu hành lá, nấm mèo, nấm hương, tỏi phi, củ sắn hạt lựu, hành tím. Chúng ta cắt khúc, giá cắt khúc, trứng, số gia vị thông dụng và bột ngọt Ajinomoto. Rồi bây giờ anh em mình chia việc ra làm. Dạ. Ngọc Hương thì đập hai cái trứng này. Đây để em làm cho. Đánh đều lên. Dạ. Còn lá thì anh Huy sẽ băm biển để ướp chung với cái nhân. Dạ. Cho thơm. Và rí anh cũng sắc nhuyễn ra luôn. Rồi anh cho trứng vô đảo đều. Chúng ta sẽ cho vô làm nhân. Huy sẽ cho cua vô nè. Chút xíu tiêu cho thơm. Theo là anh cho tôm, thịt vô. Dạ. Rồi tất cả các loại nấm vô luôn nè. Tỏi phi cho thơm. Củ sắn hạt lựu anh đã vắt ráo nước nha Ngọc Hương. Dạ. Tiếp theo là hành tím nè. Cuốn tàu này anh cũng đã ngâm mềm rồi và sắc ngắn như thế này. Giá có giá nữa. Rồi đầu hành lá băm nhuyễn, rồi rí băm nhuyễn. Qua nhân chả giò của mình rất là nhiều nguyên liệu như thế này, chắc chắn sẽ rất là ngon đây. Để tăng phần thơm ngon cho món này, anh nêm một muỗng cà phê tiêu nè. Dạ, một muỗng cà phê tiêu. Nửa muỗng cà phê đường. Nửa muỗng được. Một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Dạ. Ngọc Hương đảo đều lên và cho toàn bộ phần trứng hồi nãy vô chung luôn. À mình cho trứng vô luôn anh. Ừ, đúng rồi, anh Huy đã nói với Ngọc Hương là trứng có tác dụng là khi mà chiên chả giò lên ăn thì sẽ xốp ngon hơn. Đây cũng là một mẹo nhỏ mà Ngọc Hương hy vọng quý vị khán giả sẽ lưu ý trong sổ tay nấu ăn của mình. Chúng ta sẽ cho trứng vào nhân để tạo độ xốp cho món ăn quý vị nhé. Ngọc Hương ơi, em nhớ cho một chút xíu muối trong cái nhân để trộn đều lên luôn nha. Dạ. Rồi bây giờ anh Huy sẽ cuốn mẫu một cái cho Ngọc Hương xem nha. Dạ. Trước hết là chúng ta dùng cọ quét sơ một lớp mỏng để cho bánh tráng mềm nè. Dạ. Lót thêm một phần bánh tráng nhỏ ở đây nữa. Hai miếng vô. Rồi Huy sẽ gấp hai đầu lại. Vậy là xong. À cũng đơn giản mà anh Huy hả? Và bây giờ thì dầu cũng đã nóng rồi đó Ngọc Hương. Dạ. Anh Huy sẽ cho chả giò vô để chiên nha. Dạ. Ồ, mình nhúng cái mép vô trước ha anh Huy. Đúng rồi, để cho cái chả giò này chiên nó không bị chốc á, thì trước hết anh Huy đưa phần mép xuống trước. Dạ. Để cho cái mép có cái độ bám vô. Dạ. Và sau đó chúng ta sẽ thả chả giò xuống. À anh Huy ơi, những cuốn chả giò của mình á vàng ươm nổi lên trên rồi kìa. Đây cuốn này là được rồi nè. À cho vô giấy thấm dầu. Được chưa anh Huy? Rồi tắt lửa hết đi Ngọc Hương. Tắt lửa. Anh Huy ơi, những cuốn chả giò của anh Huy chiên á, Ngọc Hương có cảm giác là nó rất là giòn luôn. Nhưng mà không biết là để giữ lâu á, thì mình có cái bí quyết nào để lúc nào mình ăn chả giò cũng giòn rụm luôn anh? Ừ, Ngọc Hương hỏi rất là hay. Chúng ta sử dụng bánh tráng bột gạo 100%, như vậy sau khi chiên lên sẽ giòn lâu. Bên cạnh đó, nếu mà chúng ta không có
Cái loại bánh tráng này thì quý vị có thể lấy bột gạo chúng ta pha loãng ra và quét lên bánh tráng trước khi chúng ta cuốn. Như vậy thì sau khi chiên, bánh tráng sẽ được giòn lâu hơn. Má Huy, bây giờ thì đã hoàn tất rồi, chắc là anh cắt ra dĩa trang trí cho đẹp ha. Dạ. Đây, mấy cuốn. Rồi, cuốn này anh sẽ cắt xéo ra, nhìn cho nó đẹp. Thấy rõ nhân bên trong đúng không anh Huy? Đây, vừa có trứng, vừa có tôm, cua nè. Thật là hấp dẫn đó nha. Hồng Phương ơi, đây là phần không thể thiếu được. Xin mời em. Cảm ơn anh Huy nha. Đầu tiên á là cái cảm giác giòn tan luôn, rất là giòn nè, nhưng mà bên trong á tất cả các gia vị, tức là nhân á anh Huy, đã chín nè, nhưng mà em vẫn cảm giác là củ sắn nè, giá nè, giòn giòn, ăn thật là ngon đó anh Huy. Củ sắn và giá thì có độ giòn, còn trứng bên trong thì làm cho cái chả giòn này được xốp hơn. Còn tôm, thịt, cua thì làm cho món ăn của mình có vị ngọt, rất là ngon. Chia sẻ cảm nhận về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 0618826188. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và Anh Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.